My name is Carlos, and I come from Hong Kong. Right now, I'm studying electrical engineering, past Group C. So about the first question, I want to ask, what is the difference between the imaginary and the actual one for Department of Electrical Engineering? When I'm in Hong Kong, like before I come here, so I will imagine it like here I'm going to studying the power, the lights, the electrical, something with the power. But when I'm here, it's really different with what I'm imagining. Like when I'm studying in diode, lights, something with untouchable. Oh, so how do you feel? Like, can you deal with this? Yeah, I can. I'm trying to deal with it, but it's really hard, seriously. So about the second question, what is your impression of Building 7? My impression is really different. Like when I'm here, first time saw the Building 7, it's really different what I saw before in Hong Kong. Like this design is really different, like every place, every level is different with another level. 想问一下说你在进入电机系前还有进入之后的想法有什么样的差别？就是我一开始以为电机就是机械加一点，结果就发现要打什么城市。那你以后的方向要归往什么城市？当然是先以那个工程师为目标，但现在是先以那个电机选组为主。你的那个电机系通常上课都在气管。 那你对气管有什么印象？就是这些学校应该花了很多钱投资在气管上面，弄建筑都很新，然后很有现代设计的感觉。我叫Nguyễn Thái, năm nay 18 tuổi, sinh viên năm nhất, ngành điện tử, trường Đại học Minh Chính. Chúng chỉ được tuyển quen thì ban đầu em thấy ngành này rất đặc thù, được dạy tiếng Trung nhưng lại được thi học tiếng Anh. Ban đầu em có chút bỡ ngỡ và dần thì em đã làm quen với nó. Tòa 7 là tòa ở kỳ sinh quốc tế rất ít vì đây là nơi tọa lạc của các sinh viên quốc tế và đây cũng giúp đỡ cho tôi khá nhiều về quyền và lợi ích của sinh viên. Đặc biệt đây là nơi đặt qua địa điểm cho nên em cảm thấy khá gắn bó và cảm thấy rất thân thuộc với nó. So hi, I want to ask you some questions about the Building 7. But first, can you introduce yourself?